Cháu chào cô. Chào cháu. Cháu là con dâu của bố Tùng. Cháu đến gặp cô có chuyện liên quan đến bố cháu ạ. Mời cháu vào trong nhà. Vâng ạ. Cháu ngồi đi. Nhà cô cũng quách đấy chứ. Cháu uống nước nhá. Thôi khỏi ạ. Cháu đến là để hỏi mối quan hệ giữa cô với bố chồng cháu là như thế nào ạ. Mời cháu. Cô với bố chồng cháu chỉ là bạn. Mà trong nhóm của chúng tôi còn một số ông bà khác nữa. Cô vào thẳng vấn đề hộ cháu ạ. Tóm lại là giữa cô với bố chồng cháu có quan hệ yêu đương gì không ạ? Chúng tôi có quý mến nhau hơn mức bình thường. Chất. Nhưng cô thẳng thắn thế cháu lại thấy dễ. Thực ra bố chồng cháu có yêu đương hay cặp bồ gì thì cũng chả quan trọng. Nhưng yêu đương đừng liên quan đến tiền bạc là được ạ. Như tôi đã nói, chúng tôi có quý mến nhau, nhưng chỉ là bạn, tri kỷ, tâm sự, chia sẻ, nhưng không có chuyện yêu đương. Mà đã không có yêu đương thì chắc chắn là không có liên quan đến tiền bạc. Như thế này chứng tỏ quan hệ của chúng tôi chỉ là bình thường. Cô nói bình thường nhưng cháu lại chả thấy bình thường tí nào. Bình thường mà lại dắt nhau đi chơi riêng, rồi lại đứng sát sàn sạt vào nhau như thế này, có khác nào là ôm ấp ạ? Cháu ăn nói cho cẩn trọng. Bố cháu quan tâm đặc biệt đến cô, thường xuyên sang đây tâm sự với cô. Nay dắt nhau đi dạo ở hồ, mai dắt nhau vào đâu, làm sao mà bọn cháu biết được? Cô yêu cầu cháu ăn nói cháu có suy nghĩ. Cháu cũng suy nghĩ nát bét cái óc qua rồi thì mới sang đây lịch sự với cô như thế này. Chứ nếu không á, cô sáng nhất cả cái khu này luôn ý. Mà thời của cô với bố cháu là nam nữ thọ thọ bất thân cơ mà. Chúng tôi luôn giữ quan hệ chừng mực. Nếu như mà cháu áp đặt hay vu khống như thế thì cô yêu cầu cháu về. Cứ cho là cháu chưa có bằng chứng thì cô nói không quan hệ yêu đương với bố cháu là đúng đi. Nhưng cô cho cháu xin lại 70 triệu bố cháu đưa cho cô. 70 triệu đấy với nhà cô thì cũng không phải là số tiền lớn, nhưng với bố con cháu cứu được cả mạng người đấy cô ạ. Xoài, đi ra ngoài, cần gì bà gọi. Con ngồi ngoài ngõ nhá, cần gì bà gọi con nhá. Được rồi. Nhìn gì? Cháu đợi cô một lát. Đây là đôi giày bố chồng cháu mua tặng cô. Cô sẽ gửi trả lại cháu tiền. Còn giày cháu có thể mang về. Tiền giày thì cũng chả đáng là bao nhiêu. Đôi giày này cháu không đi vừa nên cũng chả mang về làm gì. Cháu cần xin lại 70 triệu bố cháu mang từ nhà đi cơ ạ. Cô chưa từng nghe hay bố cháu đề cập về số tiền này. Vì thế rất tiếc cô không thể trả lời câu này của cháu được. Cháu sang đây là để xin lại tiền của bố cháu, chứ không nhờ vả xin xỏ gì cô cả. Cô phủi hết như thế là không xong đâu. Cháu sẽ làm cho ra ngô ra khoai vụ này. Việc này cháu nên về hỏi bố chồng cháu, đừng có hỏi cô. Lần này lần cuối cùng cô trả lời cháu, đừng có làm phiền cô nữa. Thế cô nghĩ là cháu thích đấy làm phiền cô ạ? Không có lửa thì làm sao có khói. Cô xưa nay vẫn được tiếng là chính chuyên, rồi là sống biết điều, rồi là con cái thành đạt. Tiếng thơm này ý, cô làm ơn giữ chặt vào hộ cháu. Đừng mồi chài bố cháu, không lại thành pha tự hủy bá cháy đấy cô ạ. Cháu không được phép xúc phạm cô như thế. Vì nể bố cháu nên cô nói chuyện với cháu thế này. Còn lần sau cô sẽ gọi đến pháp luật. Cô mang pháp luật ra dọa cháu á? Cháu không có sợ đâu. Mà cô có mời cháu cũng chả ở lại. Nhưng trước khi bước chân đi, cháu cần nhấn mạnh với cô, cháu yêu cầu cô chấm dứt ngay mọi quan hệ với bố chồng cháu. Cái mối quan hệ mà cô khăng khăng cho là không có gì thì với cháu lại rất có gì. Và cháu khẳng định đấy là mối quan hệ trai gái. Cô chấm dứt ngay vào luôn hộ cháu. Mời cháu về.
ơi bà. Sáng thấy con bé có ít cốm đầu nia, biết bà thích, tôi mua cho bà. Tôi xin, mà hết bao tiền tôi gửi. Thôi, gớm bà mua tôi bao lần rồi. Cảm ơn bà. Bà vào dây nữa. Thôi, tôi phải mang đồ ăn về cho ông Bảo. Bà đã liên lạc được với ông Tùng chưa? Chưa bà. Tôi vừa biết chuyện nhà ông ấy. Nếu đúng như thế thật thì tội cho ông ấy quá bà. Ông Tùng làm sao hả bà? Lúc đi chợ, tôi vô tình biết chuyện. Cá này to nhở? Vâng. Cho em một khúc đi. Không. Khúc này nhá. Khúc nào? Khúc này từ bao giờ rồi lấy khúc này. Lấy cái con to to này này. Cho em một khúc ở gần bụng đấy nhá. Đừng lấy cái chỗ bụng, bụng nhiều ruột lắm. Với cả cho em một cái đầu. Sao này bắt tôi cắt như thế thì tôi còn bán cho ai hả cô? Ai người ta ăn phần nào thì bán phần đấy, làm sao đấy? Mở mọi lần ông Tùng nhà cô mua ấy, có bắt tôi phải cắt như thế này đâu. Ông Tùng mua khác, em mua khác. Mà từ bây giờ á, cũng còn lâu chị mới bán được cho ông bố em. Sao thế? Biến đi chỗ khác rồi. Cái gì cắt nhanh lên, đang vội. Đúng. Bán hàng bao nhiêu năm ở đây á, chiều khách, mới bán đắt hàng chị ạ. À. Con này á, ở đó đấy, thì cắt ra. Ôi trời ơi, không cắt lẻ được đâu. Sao mà không cắt được? Ai? Con này, mày định trốn bố mày hả? Mày trốn nữa đi. Em lợi anh ạ. Em lợi các anh ạ. Các anh thư cho em ạ. Các anh cho em ạ. Hai ngày nữa thôi ạ. Em hai ngày nữa thôi em sẽ mang tiền đến dặn các anh ạ. Em bố xin các mày anh. Không ngu. Anh, đi. Anh, về anh, nhà mày nói chuyện. Anh xin anh ạ. Anh cho em ngày mai thôi ạ. Ngày mai em sẽ mang tiền đến ạ. Em sẽ gửi anh trước một ít ạ. Mày đừng để các bố mày đập lát nhà chúng mày đấy. Vâng, em xin anh, em lợi anh. Được chưa? Vâng. Em lợi anh ạ. Em ơi. Dạ. Cho cái đầu. Vâng ạ. Cô lấy đầu cá ạ. Cô ơi, hôm nọ ấy, cháu nghe thiên hạ người ta đồn gần đồn xa, nay bọn đầu gấu đến tận nơi đây bắt nợ cô anh. Vậy là chuẩn rồi. Cô ơi, hình như nhà ông Tùng có phải vỡ nợ hay là vay lãi tiền nong gì đấy đúng không cô? Nếu như nhìn tình hình lúc đó thì chính xác rồi bà. Con dâu ông Tùng xác nhận là có nợ nên mới xin xỏ trả chậm. Chuyện tế nhị như thế, mình hỏi liệu ông có kể cho mình không? Đúng là khó xử thật. Nhưng thôi, cứ từ từ để tìm hiểu xem tình hình như thế nào đã bà. Cũng chỉ mong ông đừng có suy nghĩ quá rồi phiền lòng, đau ốm ra thì khổ. Vâng. Nhưng trước giờ ông ấy chỉ sống với thằng con trai mà chỉ có duy nhất mình nó. Khéo chưa kịp báo hiếu lại báo hại đấy. Tội ông Tùng quá. Thảo nào hôm cái oanh nó sang đây tôi đã ngờ ngợ. Bà bảo sao? Cái oanh nó đi sang đây à? À không, là hôm tôi định sang đấy để hỏi thì gặp nó chở ông Tùng đi ngoài đường. Tôi cũng chỉ kịp hỏi vài câu thôi. Mà thôi, để tôi gọi điện xem ông mở máy chưa. Vâng, thế tôi phải về với ông Bảo nhá. Có gì thì bà báo tôi sau nhá. Vâng. Tìm bác Tùng à? Cô ạ? Vâng. Lâu không thấy ông Tùng, ông ra tập thể dục cùng với chúng tôi. Tiện đường tôi ghé qua xem ông có ốm đau gì không. Bác Tùng cả tuần nay có nhà đâu, bác ấy về quê rồi. Thế bác có việc ở quê hay có dỗ ở cô? Nhà bác ấy phức tạp lắm. Còn cái vay nợ, cá độ, còn cờ bạc nữa. Cụ thể như nào thì em không biết nhưng mà nói chung là phức tạp chị ạ. Thế liệu ông về quê hay là đi đâu không ạ? Em cũng nghe loáng thoáng vậy thôi chứ nhưng mà chắc chắn là cả tuần nay là bác ấy không có nhà chị ạ. Cảm ơn cô nhé. Vâng, chào bác.